đúng tôi hết á. Lên xe người ta không nói câu nào thì sao không hay tôi cách gì mà chỉnh đốn hay không chỉnh đốn, tài xế không chào thì tôi tự nhiên bắt khách chào là sao, trong khi là địa điểm đến thì đến có nhà sẵn. Người ta mà đến xe người ta mà tôi bắt tôi chào trước, vậy tại sao anh không chào? Bây giờ chào tao thì chào mày ngay. Ừ, hay anh buồn cười nhở? Cười cái gì mà cười? Chả có cái tài xế nào mà tôi lên mà bắt tôi phải chào hết. Tao nhìn trò mặt cái mình tôi đến. Còn không thì anh không đồng ý thì anh dừng lại cho tôi đi xuống. Thế bây giờ đang ngồi xe tao mở, đang đứng đây tao mở cửa mày ra mày mở thì cửa. Thì bây giờ tấp vào. Mày xem mày giết người ta sao? Tại sao không biết tấp vào? Chạy xe mà không biết tấp vào hả? Thì tấp vào, tao tấp vào đấy mà lên xe mày lên xe mày. Bây giờ có dừng lại hay không? Bây giờ mày thích xuống cho mày xuống, nhưng mà tao vẫn chở. Thế thôi. Vậy thì im cái miệng lại. Nhưng mày ngu lắm, sao mày không biết lịch sự? Ai ngu ở đây? Mày lên xe người ta. Ai ngu ở đây? Mày lên xe mình tính phụ khủng bố à? Tại sao tôi lên xe tôi ngồi tôi phải chào? Xe ta làm gì? Mày xe ta làm gì? Tôi bắt Grab anh nhận xe mà. Mày biết mày là ai đâu? Anh nhận xe anh không cần biết. Nếu mà anh không biết thì thôi anh đừng nhận. Tôi biết mặt là ai? Hay anh buồn cười nhở? Tao chỉ biết trong điện thoại thôi, tao biết mày là ai mà mày lên xe mày không nói câu nào. Vậy tại sao tôi biết xe anh? Thế tao phải hỏi mày phải là Grab không à? Mày là Grab không à? Anh là Grab thì anh tại sao tôi phải là người hỏi anh là Grab hay không chứ, tại sao anh lại hỏi tôi có sao hỏi tao đi. Tao trăm ngàn người tao biết ai là Grab. Hay anh cho anh này buồn cười nhở? Cười gì mà cười, lên xe thì hỏi chả mất tài. Tự nhiên thì bây giờ tôi xuống. Chỉ hỏi là anh làm dịch vụ anh phục vụ tôi tại sao anh không chào tôi mà tôi lại phải chào mày anh? Mày đến nhà người ta, tao mày vào nhà ăn cướp ăn trộm mày ra chào mày. Ăn cướp ăn trộm gì ở đây trời? Mày thì nói là mày nói là mày tôi là đã giáp, anh là đã giáp không? Thì mày phải nói là câu đó chứ. Bây giờ anh dừng xe lại thôi, anh dừng xe lại cho tôi đi xuống. Nhầm xe sao? Nhầm xe vậy tại sao nãy giờ anh vẫn chạy? Nhầm xe là trộm đi ăn cướp sao? Trộm mày đi trong công chia sao? Hay anh buồn cười, anh dám à? Anh dám hả? Để tao nói cái lịch sự mình ra phòng lên sau phòng đè trước. Anh đừng có mở miệng ra, anh dạy tôi lịch sự thường hơn anh nhiều nhá. Tôi không có mày tao nhá. Lên xe mà không xe chào. Đừng có bắt lỗi, ở đây đừng có bắt lỗi. Lên xe người ta mở cửa như phỏng vậy. Cháo lặng lỡ mà lơ đi gì. Tại sao bây giờ có dừng xe hay không? Không dừng xe thì im cái mồm lại lo mà chạy. Mày á, tao dạy mày ngu lắm. Ôi. Mày lên xe mày phải chào người ta. Bây giờ có dừng xe hay không? Chủ đến nhà chủ nhà